và Quế Trân xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Sao Nối Ngôi mùa 2. Thưa quý vị, trải qua 3 đêm thi, đã có rất nhiều trạng thái cảm xúc được thể hiện trên sân khấu Sao Nối Ngôi. Và ngày hôm nay, cuộc tranh tài của các thí sinh với một chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ mang đến cho tất cả chúng ta những cảm xúc, những kỷ niệm thật đẹp về tuổi thơ, về nơi sinh ra và lớn lên. Đêm thi thứ tư với Sao Nối Ngôi, chủ đề Quê hương và tuổi thơ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng có một nơi sinh ra để ta gọi đó là quê hương. Ai cũng có một giai đoạn thật đẹp trong cuộc đời để ta gọi đó là tuổi thơ. Ngày hôm nay, các thí sinh sẽ kể cho chúng ta nghe những kỷ niệm của chính họ, và biết đâu quý vị khán giả sẽ tìm thấy mình trong chính những câu chuyện đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ nghệ thuật Bạch Tuyết. Giám khảo danh ca Thái Châu. Vị giám khảo khách mời đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là vị giám khảo khách mời tiếp theo. Anh là một người đóng góp rất lớn trong việc đào tạo các thế hệ nghệ sĩ cho sân khấu cải lương. Và anh cũng là một người nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Bạch Long. Và chúng ta còn có 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Đây là những giám khảo khán giả. Điểm của một khán giả là 0,1, tổng điểm là 10, tương đương với một giám khảo chính. Chương trình Sao Nối Ngôi do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Yes Studio thực hiện. Và quý vị đừng bỏ lỡ những màn tranh tài đầy gay cấn trên màn ảnh nhỏ nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên. Muốn làm gì? Em thấy là em nhắm là em làm được cái Na Tra. Chị nghĩ là làm Trần Quốc Toản đi. Thấy Kim Đồng á. Thôi để hỏi ý kiến đi. Bé ơi, á à, lộn dạ, bé Giang ơi, bé Giang. Dạ. Dạ. Mấy chị hỏi ý nè. Dạ. Bây giờ là chị Hai á thì muốn em diễn Kim Đồng, chị Ba thì muốn em diễn Trần Quốc Toản, chị Tư thì muốn em diễn Na Tra. Thì theo em thấy là cái nào hợp với em? Bây giờ em diễn hết ba cái đi. Trời. Kim Đồng, Na Tra, Trần Quốc Toản. Thôi giờ mình bốc thăm đi. 1, 2, 3. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng. Trai Sương, em thấy bộ linh giọng, chúng dắt súng đi thật là đông, dường như là đi mai phục gì đó. Dùng gạo làng mình để tìm kiếm anh Đức Thành đó. Anh Đức Thành, bây giờ mình hãy đi cho nhanh, kẻo không còn kịp nữa. Dạ đúng đi rồi em. Đi. Dạ. Bên này, bên này. Để anh leo trước. Anh Đồng ơi, cẩn thận đó. Từ từ nha cái xương. 1, 2, 3. Anh rơi vào vực sâu. Ơi cái sương, anh mất em thật rồi. Đôi núi chấp chung thác gần treo leo. Anh đâu chờ anh không thàn quyết cho xong trách nhiệm.
Kiên hồng ban mai soi đường ta đến nơi. Tụi bay đâu? Canh phòng cẩn mật cho con. Cái sương, lẹ lên, bọn tay tới rồi. Bây giờ như vậy, em đi ra con suối, một ba rừng. Còn anh á, anh sẽ đánh lạc vào hướng bọn chúng. Hay là anh để cho em, để cho em gây tiếng động để cho bọn chúng nổ súng nha. Cái sương, trời ơi, em khùng hả? Anh Đồng biết không, từ nhỏ em mồ côi, anh Đồng còn có mẹ già. Lỡ mà có bề gì á, mẹ anh khổ lắm anh Đồng ơi. Cái sương, cái sương ơi, nghe lời thủ thị bên tai anh buồn rơi nước mắt. Nhưng vì nghiệp lớn anh phải ra đi để bảo vệ cho các anh thoát lưới gông xiềng. Đừng khóc nữa cái sương ơi, anh đau khổ vô cùng. Chờ ngày anh về bản làng vui khúc hát, người con của núi rừng thì núi rừng sẽ bảo vệ cho anh. Mình cùng đi cùng chung sống chết, mau đổ thay phơi thấm hồng núi sông làng buồn. Chẳng xa nhau cho tròn giây phút nguyên lưu ngậm ngùi. Đừng sương ơi, kẻ thù kề bên, em hãy đi sống chết chứ đâu phải trò đuổi bắt. Vậy mình bắt thăm như những lần chơi trước, ai thua thì phải nghe lời không âm mức trong lòng. Bắt thăm hả? Bắt thăm mà, chịu không? Thôi được rồi, cái sư nói vậy á, bốc thăm thì bốc thăm, nhưng mà bốc thăm rồi là không ăn vàng đó nha. Hạ vậy đi, hứa rồi nha, bốc thăm tay nào có cỏ là người đó phải về nhà á nha. Bốc đi, bắt đi. Cái sương, em hãy về nói với Cao Sơn Thanh Thủy á, là xong công tác anh Kim Đồng sẽ về, cứ hỏi có con trâu làm trò á, nghe không? Trời ơi, anh hứa nhớ về nói với mẹ á, xong công tác anh về dỗ cha nha cái sương. Em chờ anh nha anh Đồng. Ê, thằng nhóc kia, mày là ai? Từ đâu đây? Đứng lại! Đứng lại! Tụi bay, bắt nó! Bắt nó lại cho tao! Bắt nó lại cho tao! Thằng nhóc kia! Đứng lại! Thằng nhóc kia! Mày đứng lại, mày tao bắn mày đâu! Không!
đi tụi mày. Ánh dương lên tỏa sáng khắp núi sông buôn làng. Nhất đường con đi, trên đường con đi, đi theo niềm tin ước mơ tươi sáng. Ngày quê hương rất mong xâm lăng, ngày quê hương không còn chiến chiến. Thưa quý vị, quả thật là khi xem lại cái nhân vật Kim Đồng này thì riêng Quế Trân cũng không tránh khỏi cái xúc động, bởi vì Trân nhớ rất là nhiều đến hình ảnh của thầy Bạch Long. Bởi vì cái vai Kim Đồng này đã gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của thầy Bạch Long ở đoàn Tuồng Cổ Minh Tơ ngày xưa, và duy chỉ có thầy anh Kim Đồng. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Trước tiên thì chú Bạch Long cảm ơn cháu Trường Giang đã thực hiện lại cái vai này. Thực ra cái vai này là cái vai hơi khó diễn chứ không có dễ đâu. Chỉ góp ý cho con một cái này thôi. Mình là tuồng cổ thì khi con đã xử lý cái ước lệ thì đừng có xài sợi dây. Tại vì mình là tuồng cổ thì tất cả ước lệ đi ngựa, mà không có con ngựa mà tưởng như cỡi ngựa, mà không có chiếc ghe mà tưởng như là chèo chiếc ghe mà. Nhưng mà phải nói là chúc mừng con đã hoàn thành tiết mục này. Cảm ơn con. Cảm ơn cái gia tộc Tuồng Cổ. Lần này thấy con vô dòng cổ tự tin và nghe được một chút cái mùi ở trong cái giọng cổ, chỉ nhờ con tự tin mà có được cái đó. Theo chú, cái vai Kim Đồng này con cũng còn hơi dè dặt. Tuổi trẻ là phải sôi nổi, nhiều khi không kiềm chế được bản thân thì con lại không bộc phát, nó rõ nét ở cái chỗ đó. Đặc điểm mà chú thông cảm con là diễn viên tuồng cổ, thành ra hát nó cũng không có mà như danh ca mà hát cái lương mà nó tròn rẻ, nhưng mà ăn thua là cái diễn xuất của con. Rồi, cảm ơn tiết mục của con nha. Điều đầu tiên thì cô cảm ơn cái nơi con xuất thân, cũng là cái nơi mà ba cô đã từng đứng trên sân khấu đó hát. Ngày hôm nay Giang đã làm một Kim Đồng rất là dễ thương. Tất nhiên cũng không trách được, trong quá trình diễn của con từ đầu đến cuối nó sẽ có những cái rất là nhỏ các cô chú ngồi đây nhìn thấy, nhưng mà cái lớn nhất mà cô nhìn thấy là cái máu nghề của con. Cái máu nghề của con được truyền từ gia đình, từ đời này qua đời khác, nó hừng hực lửa. Cảm ơn Trường Giang rất nhiều. Và bây giờ bạn hãy nhận về số điểm của mình nhé. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Mời. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay. Chín phẩy năm điểm, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, tuổi thơ là một quãng đời thật đẹp mà càng qua đi chúng ta càng cảm thấy nhớ và thấy tiếc về những gì êm đềm đã đi qua. Vì thế mà có rất nhiều bài hát và những tác phẩm nghệ thuật nói về quãng đời này, và đâu đó trong chúng ta cũng sẽ bắt gặp được hình ảnh của chính mình. Quế Trân này, khi mà xem lại những hình ảnh lúc mà Quế Trân còn nhỏ xíu á, thì Quế Trân nghĩ như thế nào? Em thì em không có thích lắm khi mà xem lại những ảnh hồi nhỏ, bởi vì mình cảm thấy hơi mắc cỡ. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta nhìn lại, bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa đó, thì đâu đó cũng có một chút cái niềm tự hào về tuổi thơ mà mình đã đi qua, đúng không thưa quý vị? Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện tuổi thơ qua lời kể của Châu Ngọc Tiên. À,
Tiên đây hả Tiên? Dạ nhỏ. Ú nụ nần. Tuổi thơ bé Tiên ú nụ ú nần. Chọc tao hoài. Đây là lúc con hình như 9 tuổi ha. À 9 tuổi. Con bây giờ cái chương trình mà tập tiếp theo là chủ đề quê hương tuổi thơ. Quê hương tuổi thơ. Ba mẹ có idea gì vậy? Idea thì chắc là từ từ tiến sau. Thưa với là tất cả quý vị, phải nói là đã nhiều năm rồi, coi như là mình rất là yên ổn, chỉ nghỉ ngơi rồi mai đi hát thôi. Nhưng hôm nay mà con gái tham gia trong chương trình Sao Nấu Ngôi này thì trong những ngày qua phải nói là mất ngủ nhiều. Thì Châu Thanh cũng sẽ cố gắng trăn trở để phụ lo cho con gái mình trong tiết mục mới. Tới ánh trăng năm nào ta lặng ngồi bên nhau, nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu. Trong hơi sương lạnh lùng truyền hơi ấm cùng nhau, có tình ai thầm bước cho chúng mình nào nào. Nhớ những hôm tan học ta hẹn hò sông chơi, em quá ngây thơ dài anh thì mới lên người. Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi, hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ, nhớ thương mấy thuở mong chờ, em vẫn thầm tìm kiếm trong mơ. Những phút xưa em đêm theo dòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Ngày hôm nay thì Châu Ngọc Tiên lại
trở về đúng sở trường của mình là những bài hát sôi động. Chúng ta cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo nhé. Xin được mời danh ca Thái Châu. Cái bài hát này, nội dung bài hát này và cái melody này là nó có tính chất hiện đại và dân tộc. Khen là chọn cái tác phẩm này tốt. Nhưng mà hôm nay thì cái chủ đề là nói về tuổi thơ. Thì cái bài hát này thì chú không có thấy mà có một cái nói về tuổi thơ của Tiên như thế nào. Muốn còn tô đậm thêm nói về cái tuổi thơ của mình. Ý của chú là như thế. Tôi thấy bạn hôm nay là tuyệt vời. Tức là bài hát hay. Tôi thì tôi không khó bằng anh Châu. Tức là tôi thấy cái tựa, cái khung trời tuổi mộng và một số những cái nội dung thì thấy rất là đẹp. Nhưng có một điều đẹp hơn nữa là chân dài mà múa nhảy rất đẹp. Và rất là cảm ơn Tiên. Cháu đã đem đến một cái màu rất là lạ cho chương trình. Nó đầy đủ tất cả mọi thứ. Người ta có thể ngắm, người ta có thể nghe. Nhưng mà cũng giống như chú Thái Châu thì cô chỉ tiếc chút xíu là phải chỉ có một cái gì đó nó nhấn mạnh, nó điểm để mình thấy rõ cái khung trời hoa mộng, cái khung trời thơ mộng của mình lúc còn bé nó là như thế nào. Hiện nay thì cô chưa thấy cái điểm đó, nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái tiết mục rất là bắt mắt. Chú thì rất là khó cái vấn đề mà chấm thi. Con hát hay có điểm của anh Thái Châu, con diễn xuất giỏi có điểm của cô Bạch Tuyết, chị Kim Xuân. Ban tổ chức mời chú vô đây chấm là chấm về tuổi thơ đó. Mà nãy giờ chú coi chú không thấy tuổi thơ đâu hết á. Chú tiếc cho con. Chú nói trời ơi, chú vô chú thấy cái mặt trăng là chú thích rồi. Chú nghĩ là cái hình ảnh chị Hằng đang ngồi trên mặt trăng, vừa xuống cái một bầy con đít nó múa, nó cầm lồng đèn, nó nhảy hip hop rồi nhảy rap rồi với con thì rất là vui, nó rất là đẹp. Đúng cái chủ đề của tuổi thơ. Chú rất tiếc điều đó thôi. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Với 3 điểm, chúc mừng bạn. Chẳng có tuổi thơ nào là bất hạnh cả. Một đứa nhỏ sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nào thì dường như chúng đã tự thích nghi với môi trường đó. Chúng có hạnh phúc hay không, không phải từ việc ba mẹ chúng cho chúng cái gì, mà chính từ sự hình thành nhận thức do người lớn quanh chúng chi phối. Quang cũng vậy. Ba mẹ Quang cho Quang sự nhẹ đồng, cho Quang sự lựa chọn, kể cả việc để Quang tự vấp ngã và để trưởng thành hơn. Đến với chủ đề tuổi thơ, Quang chọn bài hát Nồi đất do Quang viết với ngụ ý: tuổi thơ tôi cũng đã từng nghèo để mượn nồi đất nhà người ta mà nấu cơm. Nhưng tình yêu gia đình giúp Quang chỉ nhìn về một hướng và thay đổi số mệnh. Mời bạn nghe bài hát do Quang sáng tác được mang tên Nồi đất cùng với một câu chuyện tình nho nhỏ nhé. Ai,
chờ ai, nổi đất biết không, nổi đất biết đây chờ ai. Yêu rồi chờ người ta chung bếp thôi cơ. Nữa thật lớn dành cho Lương Bằng Quang và Vũ Đoàn Phù Họa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo nhé. Xin mời danh ca Thái Châu. Ý tưởng của em qua cái bài hát này, từ cái melody Âu rồi nó vẫn giữ được cái cốt lõi của cái nhạc âm hưởng của Việt Nam. Rất là khen Quang có cái ý tưởng này, viết một cái bài hát này. Và đồng thời nó có một cái chỗ chút xíu thôi là cái âm vực của bài hát này nó rộng, phải không nè? Thì cái này là cái những cái nốt thấp á là cố gắng hát nó rõ lời từ chút xíu, nó hơi bị mờ, còn tất cả là sáng lạng, là tươi trẻ, không có bi lụy, là do cái melody này hết. Rất là ca ngợi cái bài hát này của em. Tôi bị lôi cuốn bởi cái melody của cái bài hát của bạn, và đồng thời cũng là cái nội dung của bài hát. Và dàn dựng rồi cái cảnh làng quê thật là thanh bình, thật là đẹp của Việt Nam mình, nhất là của miền Tây Nam Bộ, làm cho cái người xem đó có thể nói rằng xúc cảm dạt dào. Một cái tiết mục đẹp, bài hát đẹp, và nhất là giọng ca rất đẹp. Cảm ơn bạn. Tôi có biết bạn vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, nhưng mà là chuyên về nhạc trẻ. Hôm nay thì để bạn lại đem những cái gì mà chân chất nhất lên sân khấu,
cái tiết mục của bạn làm cho người ta cảm thấy lạc quan lắm, cảm thấy yêu đời, cảm thấy vui lắm. Trước tiên này Bạch Long xin khen Lương Bằng Quang là ở chỗ là rất là thông minh dàn dựng tiết mục này, nó rất đúng chủ đề quê hương và tuổi thơ, đúng luôn á. Tôi thấy một bạn nít đó là tôi thích rồi, cái nhạc ca từ rất là Việt Nam, rất là hay, mấy cái a rồi đó, trời tôi thích cái đó, nó rất là hay. Thì phải nói là Lương Bằng Quang thành công cái tiết mục này, xin chúc mừng bạn. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Mời. Vâng, 3 điểm 10 trọn vẹn. Và số điểm của giám khảo Bạch Long xin được để lại ở cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay. Về 6 điểm, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với Lương Bằng Quang thì kỷ niệm quê hương là một chiếc nồi đất. Và dĩ nhiên mỗi kỷ niệm thì sẽ có giá trị khác nhau. Đúng rồi đó Quế Trân, chỉ khi chúng ta ở những tình cảnh cụ thể thì chúng ta mới hiểu hết được ý nghĩa về những kỷ niệm gắn bó mình với quê hương. Và nếu như quý vị thấy thì ở những cái mùa Tết, những cái mùa lễ mà được nghỉ dài ngày thì chúng ta ra bến xe hay bến tàu, nhà ga gì đó, chúng ta sẽ thấy là rất đông đúc, những người chen chúc nhau. Và nếu như quý vị có mặt ở tại những bến tàu, nhà ga đó thì quý vị sẽ nghe được những câu chuyện đầy ấp tình người. Chúng ta sẽ thấm thía được như thế nào là hai chữ quê nhà. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về một trong những câu chuyện như thế, về một chuyến tàu sẽ đưa chúng ta về với những người yêu thương. Hãy cùng chia sẻ với câu chuyện của Gia Bảo. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấy thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ê, ủa mày đâu hả? Mày đâu gì? Ủa Bảo. Ừ. Ủa mày đi đâu vậy? Ủa tao bán báo đây mỗi ngày mà. Còn mày, ủa mày chụp hình thường thường mày vô di tích lịch sử mày chụp không? Hôm nay mày có ra chỗ bến sân ga mày chụp hình nữa hả? Ngoài sân ga ai người ta cũng đi gấp hết trơn, người ta đâu có rảnh đâu đứng chụp hình mày. Có, người ta chụp quá trời, người ta chụp người ta chụp mấy cảnh mà người ta tiễn nhau, người ta đi về quê nè. Nhỏ này xạo xạo không à. Người ta tiễn nhau đi về quê, người ta khóc cái mặt tao nó sụ xuống rồi làm chụp hình vậy. Ờ vậy hả? Sao hả? Sao mày không đi bán báo đi? Ngồi xuống đây tao nói chuyện mày chút xíu, mày làm cái gì vậy? Bán cái gì không biết. Chết rồi, tạo chảy rồi kìa. Cái gì? Mày điên không hả? Cái thằng này tự nhiên mày kéo tao lại cái gì vậy? Kéo lại ngồi nói chuyện chứ chi. Nhưng mà bây giờ cái tàu này chạy rồi, con chuyến gần nhất là đi về Phan Thiết là chừng nào vậy mày? Chừng 15 phút nửa tiếng gì đó, có một chuyến nữa đó. 15 phút nữa hả? Ngày nào tao cũng bán cho tao biết mà. Tao nói mày hoài mà mày không chịu nghe tao. Cái nghề chụp hình bây giờ á, mày không có sống được đâu. Tại vì bây giờ ai tao cũng có điện thoại tao chụp hình hết trơn á, không có ai mà kêu mày chụp á. Mà tao mê. Mê hả? Tao mê nghề chụp hình này. Mày không biết đâu, thấy cái lúc mấy người ta vui vẻ mình chụp cho người ta thấy mê lắm. Lưu giữ khoảnh khắc á hả? Ừ. Mày hay quá mày nói tao. Sao? Còn mày sao? Giờ thời buổi này mày còn bán báo nữa. Ủa mày mắc cười quá, thời buổi nào không bán báo. Giờ này ai còn đọc báo giấy nữa. Chứ sao? Người ta có cái điện thoại nè, ở trên đó là đủ thứ báo hết. Mấy giờ rồi? Tao sắp chạy chưa, coi giùm tao mấy giờ chứ. Gì vậy? Làm gì vậy? Mày đưa cho tao đi nha, tao không nghĩ mày đó. Mày đừng có giỡn nha. Không phải, mày đưa cái tiền này không cho nha. Tao không nha. Nha, mày đưa cho tao trước đi. Không. Trời, mày mất tao chia cho mày. Đi à. Đi à. Mày đưa cho tao đi nha. Nè. Cái con này mày điên hả? Ê, cái bóp. Cái bóp. Cái bóp. Cái bóp. Cái gì vậy? Của cô. Của cô. Gì vậy cô? Cô cái bóp này. Của cô. Ủa lại giờ mình giành tay ba luôn hả? Là sao con? Cô ở đâu ra vậy? Bóp này là của cô á, con cho cô xin lại đi con. Nhưng mà sao cô biết nói này là bóp của cô? Cô kiếm từ sáng tới giờ rồi, ở trong đó có hình của cô. Có không? Có.
Nhiều khi xạo đó mày. Xạo ơi. Xạo coi đàng hoàng có không chả? Nhiều tiền. Mày bỏ ra tao coi coi. Không phải cô ơi. À, của cô mà, cô chụp hình với con gái cô mà. Cái hình trong đây trẻ hơn ở ngoài. Coi 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 lại giùm cô. Đúng bả rồi mà bả xài 360 đó. Thiệt vậy luôn hả? Cho cô, à, cho cô xin lại. Cho cô xin lại. Cô chụp chung với ai vậy? Còn đủ tiền à, hả? Cái hình đó cô chụp với ai vậy? Con gái cô. Sao vậy cô? Nó dễ thương vậy mà sao ông trời ông bất công với nó quá con ơi. Là sao? Không giấu gì tụi con. Con cô từ lúc sinh ra nó mang một căn bệnh lạ. Cô đi làm ăn xa kiếm tiền để chữa trị bệnh cho em nó. Cho nên chính vì vậy nhiều khi nó không nhớ cô là mẹ nó luôn con. Mấy lần trước cô về cô thăm nó nè, nó nhìn cô giống như là người xa lạ vậy đó. Nhưng mà cô cầu trời, cô khẩn Phật làm ơn đi. Thà là cho nó nhìn cô như người xa lạ mà cô còn chịu được. Bây giờ cô đi rồi. Cô không có gặp con cô được lần cuối nữa. Nhà đang đợi cô về làm đám cho em nó. Cái tiền này nè là cô về cô làm đám. Mà sáng cô đi ra sân ga cô bất cẩn cô hậu đậu cô làm rớt. Hên á, cũng may là có hai đứa nhặt được cái bóp mà giữ giùm cô. Mà tiền còn yên nguyên trong đây nè. Cô á, cô không có nhiều nhưng mà đây nè cô á, cô gửi hai đứa nha. Cô cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha. Cô cảm ơn nhiều lắm hả? Tụi con là sinh viên mà. Tụi con không có nhận tiền vậy đâu cô. Tụi con nghèo, tụi con đi bán tụi con sống thôi. Cô cho con gửi này lại. Gửi cho em. Mong là em sẽ lên thiên đàng. Mong là ở một kiếp người mới em sẽ khỏe mạnh hơn nha. Không những mình con đâu, bạn con nó cũng tốt lắm cô. Bỏ tay ra mày. Mày nha, quýnh mày bây giờ nha. Bạn con á, nó học chung lớp với con nè. Hả? Nó cũng gửi tiền lại luôn. Tụi con là học sinh, sinh viên. Tụi con không có nhận tiền vậy. Cho tụi con góp phần gửi cho cô. Cô ráng vượt qua nỗi đau này nha cô. Cô cảm ơn hai đứa nhiều. Dạ lắm. Không có gì đâu cô. Cảm ơn hai đứa nghe. Cô cảm ơn nghe. Dạ. Cô cảm ơn. Mày buông tao ra coi. Cô ơi. Lạnh lên. Mày bị điên, mày buông tao ra coi, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Sao người ta cho mày không lấy? Mày nghèo lắm hả? Mày đói lắm hả? Mày là sinh viên mà được ăn học, mày xè tay mày lấy tiền người ta hả? Tao có xin không? Tao có xin không? Người ta tự cho thì mày phải lấy, sao mày ngu vậy? Mày thấy hoàn cảnh của người ta không? Mày ăn tiền trên xác con người ta hả? Mày có đi học không vậy? Mẹ mày không biết dạy mày hả? Mày nói gì vậy? Tao nói mẹ mày không biết dạy mày hả? Mày nói cái gì đó? Tao nói mẹ mày không biết dạy mày hả? Mày đánh tao luôn á hả? Tao cấm mày đụng tới mẹ tao nghe chưa? Mày thương mẹ mày thì tại sao mày làm những hành động đó? Mày làm những hành động vậy mẹ mày vui lắm hả? Một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi là mày làm người mẹ không bao giờ nhìn được mặt con mình lần cuối rồi đó. Vậy còn tao thì sao? Mày sao? Tao sắp trở thành một đứa con không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối rồi đấy nè. Cũng tại mày hết đó. Mày nói cái gì vậy? Mẹ mày chờ mày dưới quê mà mày nói cái gì vậy? Sao vậy? Một mình tao lên đây vừa đi học, vừa đi làm. Đi làm kiếm tiền, đóng tiền học và đại học. Tao còn phải gửi tiền về duy trì cái bệnh ung thư của mẹ tao nữa. Hồi sáng tao chụp hình ở ngoài tao đàn á. Cậu tao gọi điện thoại lên. Nói mẹ tao đang chờ tao về. Cậu tao kêu tao lẹ lên. Mẹ tao sắp hết nổi rồi.
trong người tao không có đủ tiền, còn có 100 ngàn. Vé tàu tới 200 mấy lần. Tao tính đi ra lên đây đi tàu chui mà cũng gặp mày nữa. Tao không biết đâu. Mày nữa, đã vậy rồi sao không cầm cái máy chụp hình này đi, lấy tiền về đỡ rồi chừng nào có tiền thì chuộc lại. Sáng tao nghe cậu tao gọi, nó lật đật tao chạy té cái rớt hư cái máy chụp hình rồi, giờ cầm sao cầm. Rồi sao không nói bạn bè tao giúp cho. Sài Gòn này mạnh ai nấy sống, có ai giúp ai đâu mày ơi. Tao giúp mày nè. Mày đưa thuốc cho tao uống hả? Tiền gì vậy? Tiền mày gói như vậy hả? Mày mở ra đi mày biết. Tại mày không có. Tao nôn về. Tao nôn về với mẹ tao lắm mà mày có bị điên không Bảo? Mày thông cảm tao đi. Mày xé mồi rách luôn bây giờ. Mày gói gì vậy? Tiền lẻ không mà gói muốn chở luôn à. Mày khùng quá. Cái mỗi ngày tao bán tao góp vô một chút, tao làm gì có tiền chẳng. Mày khùng mày có. Tiền này tao để dành cuối năm á, tao về quê mà tao thấy mày hoàn cảnh mày cần, thôi mày cầm trước đi, còn có gì đưa tiền lời lại tao. Bạn tốt quá ha. Giỡn thôi, khùng quá. Mày đi lẹ đi, tao chạy bây giờ đó. Tao cảm ơn mày nha, biết vậy tao nói mày sớm rồi. Bảo ơi, tao không biết tao trả ơn này mày sao nữa. Thôi mày đi trước đi, trả cái gì trễ cái chuyến này luôn bây giờ đó. Lên lên đi mua vé nha. Mày đi đi. Cảm ơn mày nha. Dì ơi, bán con tờ vé. Bảo ơi, tao lên được tàu rồi nè. Đi đi. Tao đi nha. Về lo cho mẹ rồi lên học tiếp nha. Đúng rồi, cũng đi nha. Chào cô. Tao cảm ơn mày nha. Vâng thưa quý vị, đúng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Những chuyến tàu tới rồi đi, những đoàn người đến rồi lại đi, nhưng chúng ta vẫn còn đó những câu chuyện đầy ắp tình người. Vâng, ngay sau đây sẽ là lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Chào Gia Bảo. Biết nhau nhiều ha. Lần này thì Gia Bảo xuất hiện với một cái cô Xuân nhìn thấy rất lạ, rất là dung dị. Các bạn rất là giỏi, các bạn cọ sát thực tế, sân khấu, tất cả mọi thứ, cho nên rất là tin về cái diễn của các bạn. Nhưng mà cho đến giây phút này, quá tình không ngờ là các bạn lại đi theo một cái cách là hết sức giản dị. Nhưng mà cái chân tình nó quá lớn. Chỉ giản dị như thế, chỉ tự nhiên như thế. Và thấy một Gia Bảo cực kỳ dễ thương. Có câu người xưa người ta nói đó, muốn đi đến cái giản dị chân lý là phải đi qua những trường đoạn rất gian khổ, rất khó khăn trong đời. Là Gia Bảo đã thực sự đó là nối nghiệp, nối ngôi gia tộc của mình rất là tốt. Bởi vì đây là một cái lối diễn kịch, nhưng mà nó có một chút hài mà nó làm cho người ta ngấn nước mắt. Và đó là cái cách diễn của ông nội của Gia Bảo, tức là của Bảo Quốc. Rất cảm ơn Gia Bảo. Tôi rất tâm đắc với tiết mục này. Và qua cái tiết mục này đó, ít nhiều Gia Bảo đã phản ánh lại cái xã hội của giới trẻ hiện nay. Và trước nhất là tôi xin tất cả hội trường quan hô giới trẻ chúng ta vẫn còn cái tính đạo đức con người rất là tốt. Chú ước gì mỗi ngày chú được xem những cái tiểu phẩm giá trị như thế này. Chú sướng lắm. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Chú thì không nói gì nữa đâu. Tại vì những lời bình phẩm tốt đẹp các anh các chị đã nói hết rồi. Thì chú chỉ chúc mừng con đã hoàn thành cái tiết mục này. Xuất sắc.
Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân xin mời. Mời. Bây giờ sẽ là quyền quyết định của giám khảo khán giả tại trường quay bắt đầu. 9,7 điểm, chúc mừng bạn. Chỉ có thể ở lại bên con trong một khoảng thời gian ngắn của cuộc thi. Nghệ sĩ Nguyễn Sanh đã phải trở về Mỹ. Suốt thời gian đó, ông đã ở bên con trai, dành cho anh không ít những lời khuyên ý nghĩa và hữu ích. Khi ba đi rồi, những lúc mà ba vắng nhà nó thôi, ráng lo mà quán xuyến gia đình. Bước đường nghệ thuật con chuyển hướng lấn sân qua điện ảnh thì con cần phải học hỏi nhiều. Thấy khó quá. Đủ thứ ba diễn anh, cố gắng quá thân thôi. Bây giờ ba lớn tuổi rồi, ngày nào ba còn diễn được, ngày nào ba còn cống hiến được cho khán giả là ba mừng. Còn đối với con, còn cuộc đời còn dài, con phải trau dồi nghề nghiệp đạo đức. Và có lẽ quý vị còn nhớ trong những tập trước, Trịnh Tuấn Vĩ đã tâm sự rằng chính những thú vui của tuổi trẻ đã cuốn anh đi xa những kỳ vọng của cha mẹ mình. Và đến khi người mẹ yêu quý của anh đã qua đời thì Trịnh Tuấn Vĩ đã hiểu rằng đã đến lúc anh trở về với nơi dành cho chính mình. Và hôm nay một lần nữa chúng ta hãy cùng nghe Trịnh Tuấn Vĩ kể về tuổi thơ và những tình cảm của anh dành cho cha mẹ, dành cho nơi mình đã sinh ra. Vậy, giờ Việt Nam thiệt hả? Ừ, suy nghĩ kỹ chưa? Ông chủ á, đâu có quyết định cho bạn về đâu. Bạn về như vậy á, ông đuổi bạn là chắc rồi đó. Công việc quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cha bằng mẹ mình. Nè, về tới Việt Nam á, cho mình gửi lời thăm mẹ bạn. Còn nữa, nhớ gọi cho mình đó. Ok. Má, con chỉ về thăm má thôi má. Về thăm má? Con ơi, đường xa xa xôi, con về chi cho nó tốn công. Nhớ má là con điện thoại về thăm má được rồi. Con, kỳ này con về, con ở chơi được bao lâu hả con? Con ở luôn nha má. Ở luôn hả con? Ở luôn. Con ơi, sao mà con quyết định gì dại dột vậy? Lo là lo tương lai, sự nghiệp cho con kia mà. Má ơi, chứ con cái phận má già rồi, sống nay chết mai, có gì đâu phải lo lắng hả con? Má, tương lai sự nghiệp để làm cái gì? Nếu như con không được ở bên má, được chăm sóc cho má, thì dù cho tương lai sự nghiệp con có tới đâu đi chăng nữa cũng vô phương má ơi. Ơi, để con đưa má đi thăm ruộng nương của mình nha má nha. Đi thăm bà con nữa. Bây giờ rồi, để con đưa má đi nha. Đi con đi từ sau này ra nè. Vòng Đây đi từ đây đi đó. Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắng lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương
non lắng lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương giao mắt cay cay. Bờ đê vẫn điều hưu khói làm chiều. Ta trở về, nay ta trở về. Cha mẹ nay tóc đã bạc màu. Từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con. Má, kỳ này con ở với má suốt đời luôn nha. Dạ, hứa luôn với má hả? Bố con đem vợ con về ở với má suốt đời luôn. Cha mày. Xin được cảm ơn nha, sự hỗ trợ rất tuyệt vời của nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu cùng với lại tất cả các bạn trong vũ đoàn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Qua cái tiết mục này thì chú thấy cháu có cái sự tiến bộ và cái dàn dựng cái kịch bản này rất là có ý nghĩa. Các bạn trẻ thương ba mẹ 7, 8 mà xem cái tiết mục này sẽ thương 10 giống như Vĩ như thế. Cái phần ca nhạc á, giá gì mà Vĩ hát mấy cái câu đầu con trâu rồi cánh đồng như thế nào mình rỉ rả thì cái tình cảm nó sâu lắng hơn, nó ý nghĩa hơn. Một cái tiểu phẩm rất là tình cảm, ý tưởng rất là tốt và chú rất là quận hưu Vĩ. Đây là một tiết mục rất là dễ thương, nhất là có sự xuất hiện của cô Phi Điểu. Nhìn thấy cô, hình ảnh của người mẹ Việt Nam rất là đẹp. Và phải nói rằng Tuấn Vĩ rất là may mắn khi mà có cô diễn xuất chung với mình. Chúc mừng Vĩ. Một cái cảnh mà con làm cho chú rơi nước mắt, mà giờ chú nói chú vẫn còn rơi nước mắt, là khi con bước vô con thấy người mẹ của con đó. Con làm cho chú nhớ là người mẹ nuôi của chú. Chú nhớ cái cảnh đó lắm. Thành thử ra cái bài này vừa tình hiếu thảo, vừa tình yêu quê hương. Chú xin chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc. Chào tí bo. Dạ, con chào cô. Lý do tại sao tôi gọi như vậy là tại vì con trai tôi với lại Vĩ đó sanh trên nhau có 1 tháng thôi. Và anh Nguyễn Sanh thì ngày xưa thì cũng diễn đoàn Bông Hồng với tôi. Có thể là cái hạnh phúc nhà cô thì nó giản dị nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ, cũng ấm áp. Nhưng mà con thì chung quanh con không có ai. Chị quê thì mất cách đây cũng nhiều năm. Anh Sanh thì vì rất nhiều lý do không ở gần. Cho nên bây giờ con phải một mình. Đây là một cái chương trình rất cần có phụ huynh ở bên cạnh. Con cực lắm, con phải vượt qua nhiều thứ lắm. Thế nhưng ngày hôm nay con đã đứng rất mạnh mẽ một mình trên sân khấu và con làm rất đẹp. Khi cô Phi Điểu ôm con, cô diễn cái ôm cánh tay con và cô như một đứa trẻ. Thậm chí cái bước chân của cô Phi Điểu có vẻ hơi chân sáo nữa. Cô vui lắm. Vui lắm và có lẽ là đây là một cái tiểu phẩm mà về quê hương nó đẹp. Rất là đẹp trong lòng cô. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Cô tặng con. Mời. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Tuổi thơ của tôi được gói gọn trong một chữ thiêng liêng. Ba. Ba tôi không như những người cha khác. Ký ức của tôi về ba, về nơi mình sinh ra và lớn lên êm đềm như chính tình thương của ba vậy. Để rồi khi lớn lên, đi xa, tôi luôn thấy mình rưng rức nhớ thương. Và lúc trở về, tôi lại thấy mình nhỏ bé trong chính cái tình thương bao la ấy, như chưa hề đi xa, trong mái nhà mưa nắng theo vào. Cha ơi, cha đưa con đi học đi cha, trời chuyển mưa quá chừng rồi kìa cha ơi. Ôi, cha nghe rồi nè.
nhanh đi cha, trời chuyển mưa rồi cha ơi. Lấy lên đây, lên đây, lên đây với cha nè, đi. Dạ. Đây, đây. Dạ. Trời ơi, giỏi quá nè, ngồi xuống đây nè. Rồi. Rồi, đi học nha. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mãi lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Yeah.
thèm buồn giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn châu. Thế nào tia nắng cũng lên trên vạn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm cầu. Về với con rồi nè Thi. Dạ. Bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo nha. À, đối với cái bài Sa Mưa Dông này nè, chú có cái ý kiến như thế này. À, với cái khả năng của con thấy cái vòng vừa rồi đó, con hát cải lương mà chú rất là bất ngờ. Nhưng mà cái bài Sa Mưa Dông này nó rất là khó. Một cái bài hát rất khó thể hiện. Thì theo chú nghĩ cái bài này hiện tại là ngoài cái khả năng của cháu. Có một cái chỗ mà làm cho chú cảm động, và thực sự cái cảm động qua cái sự thể hiện của cháu rõ nét là cái lúc mà nước lũ cuốn cha mình đi đó, tình cảm nó chân chất, nó toát ra cái cảm xúc thật sự từ cái đáy lòng của con. Cô đồng ý với lại cái ý kiến của chú Thái Châu. Giá như là có một tác giả viết cho con hai câu dòng cổ, và con chỉ cần ca một đoạn nhạc mà cái chỗ mà hấp dẫn, chỗ mà xúc động giống như là chú Thái Châu nói, thì cô nghĩ rằng cái buổi hôm nay nó sẽ tốt hơn nhiều. Con có biết không, để đứng trên cái sân khấu sau nối ngôi này mà dàn dựng bao nhiêu công phu như vậy, hạnh phúc lắm. Chắc con chưa được sự hướng dẫn tới nơi tới chốn. Nhưng mà với cái chủ đề hôm nay, được làm quen con trong chương trình này, một cái chương trình rất là tuyệt vời, thì cô cảm ơn con, cảm ơn rất là nhiều. Dạ thưa ban giám khảo, quý vị khán giả, từ đầu đến giờ con chưa có hát bài gì về cha hết. Bây giờ có một lần này để cho con gợi lại hình ảnh của người cha, là một người lúc nào cũng động lực, cũng bên con, an ủi cho con vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc đời của con, những lúc mà sức khỏe con không được tốt rồi. Nên con muốn một lần nữa con cảm ơn đến cha con rất là nhiều ạ. Vâng. Người mà đang rất hạnh phúc đang ngồi phía dưới đó chính là nghệ sĩ Chánh Linh. Nguyên Vũ xin được mời anh lên sân khấu ạ. Chánh Linh xin trân trọng kính chào ban giám khảo. Ngày hôm nay tôi có được con gái, mặc dù không được lành mạnh như những người khác, nhưng đó cũng là một tài sản quý giá lớn nhất của đời tôi. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, trải qua 4 đêm thi thì ngày hôm nay Nguyên Vũ cũng xin nói với quý vị một điều rằng là bé Mai Xuân Thi rất là giỏi. Cái nghị lực mà Mai Xuân Thi có được để đến với sau nối ngôi ngày hôm nay có thể nói là khiến cho Nguyên Vũ cũng rất là phục em. Em trước đó em mắc bệnh ung thư và đang xạ trị, tóc em rụng hết và em đã nối tóc để có được mái tóc này. Và trước khi bước vào đêm thi đầu tiên, em lại nhận thêm một thông tin, đó là ung thư máu nữa. Có nghĩa là trên người của em đang gánh hai bệnh ung thư một lúc. Cách đây mấy tháng, con gái tôi phát hiện bệnh nhưng mà nó giấu cha. Khi mà tôi phát hiện được thì nếu có thể xin trời cướp đi mạng sống của tôi để giữ lại con tôi. Dạ, cho con nói một điều là con cho dù có bệnh nhưng mà bên cạnh con vẫn còn có cha. Mong ước của con là được đứng trên sân khấu con hát. Con không biết nói gì hơn là con cảm ơn cha con nhiều lắm.
À, anh à, anh thấy không? Bé nó rất là hồn nhiên, rất là lạc quan như thế này thì anh hãy chấp thêm cái niềm tin đó cho con. Anh đừng có buồn, bởi vì anh chính là động lực cho con gái. Tôi thấy cái ý chí của cháu để vượt qua những điều mà không phải người lớn nào cũng có thể vượt qua được. Điều đó kinh khủng lắm. Chứ mà dù sao thì cũng hết sức là thương yêu và trân trọng cái sự cố gắng của con, cũng như là cái sự chăm lo của ba đối với con. Mình phải hy vọng nha, mà con yêu nghề ca hát nữa, cố gắng lên. Khán giả yêu thương em, ban giám khảo cũng yêu thương dành cho em những cái tình cảm và cái niềm tin đó. Và Quế Trân nghĩ là sẽ đó sẽ là cái liều thuốc quý nhất, và sẽ có một cái kỳ tích gì đó xuất hiện để giúp cho em vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống của em. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía Danh Ca Thái Châu. 9. Nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. 9. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,5. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Năm, chúc mừng em. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Sao Nữa Ngôi với phần công bố kết quả. Thí sinh Mai Xuân Thi, điểm của giám khảo Bạch Long dành cho là 9, tổng cộng 46 điểm. Thí sinh Châu Ngọc Tiên, điểm của giám khảo Bạch Long 9,5 điểm, tổng điểm của bạn là 47,8. Thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang, điểm của giám khảo Bạch Long dành cho là 9,5, tổng cộng 48 điểm. Trịnh Tuấn Vĩ, điểm của giám khảo Bạch Long là 10. Như vậy là điểm tổng của bạn là 48,6. Thí sinh Gia Bảo và Lương Bằng Quang, điểm của giám khảo Bạch Long dành cho hai bạn là điểm 10 tuyệt đối. Như vậy là... Chúc mừng Gia Bảo là thí sinh có số điểm cao nhất tuần. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân và nghệ sĩ Bạch Long sẽ cùng bước lên sân khấu trao giải thưởng nhất tuần dành cho thí sinh Gia Bảo. Một lần nữa xin được chúc mừng Gia Bảo là thí sinh có số điểm cao nhất tuần. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết và Danh Ca Thái Châu sẽ cùng bước lên sân khấu chung vui với các thí sinh của chúng ta trong đêm thi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đêm thi thứ tư với chủ đề quê hương và tuổi thơ đã khép lại. Thưa quý vị, chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và Quế Trân xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.